Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm một món chay, đó là món cá chay chiên giòn. Cách làm thì rất là đơn giản và nhanh gọn cùng với những nguyên vật liệu dễ tìm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món này nha. Ở đây Mai Khôi có một miếng đậu hũ, cái miếng này nó có trọng lượng là 200 g. Và đậu hũ mình dùng á, là đậu hũ cứng. Các bạn có thể sử dụng đậu hũ mềm cũng được, nhưng mà đừng có dùng đậu hũ non nha, nó sẽ dễ bị nát á. Rồi mình dùng khăn giấy ăn á, mình thấm cho cái miếng đậu hũ này nó ra bớt nước đi, để lát nữa mình chiên nó không có bị văng bắn dầu. Mình bóp nhẹ nhẹ tay thôi nha các bạn, chứ bóp mạnh quá là miếng đậu hũ nó cũng sẽ tan nát cuộc đời nó luôn á. Ở đây mình chỉ có một miếng đậu hũ thôi, nhưng mà mấy Khôi muốn làm hai kiểu để cho các bạn dễ tham khảo á, thì mình cắt một miếng ra như thế này, phần còn lại thì mấy Khôi sẽ mình tạo kiểu để cho nó giống cái miếng cá nhất nha. Đây mình sẽ đi một cái đường trước, nếu mà các bạn làm kiểu mà quen tay á thì mình có thể cắt luôn đó. Còn đây mấy Khôi sẽ đi một đường trước như thế này nè, đó mình bẻ nó cong cong xuống làm sao cho nó giống cái miếng cá phi lê á. Đó, rồi giờ mình đi lại nha, mình đi sao cho nó đúng cái đường nha. Rồi đây mình đã bị trật đường ray rồi các bạn. Không sao, mình đi lại. Rồi. Đây mới khôi được cái miếng ở dưới nè. Các bạn sẽ nhìn nó giống như là cái miếng cá phi lê ha. Còn cái miếng này á thì nó hơi bị ngóc ngách nè, thì mình sẽ cắt lại để lát nữa mình chiên cho nó dễ. Đây mới khôi cắt đại luôn. Đó, vậy là xong, mình có 4 miếng nha. Rồi cái miếng đậu hũ này á, thì mình sẽ khứa nhẹ ở trên bề mặt, để lát nữa mình ướp với gia vị nó thấm vào được bên trong một chút cho nó ngon á. Đó, mình khôi khứa như thế này thôi nè. Rồi mình lật cái bề mặt kia còn lại mình cũng khứa luôn. Các bạn thích thì có thể cắt cái đường này nó sâu hơn, nhưng mà lát nữa mình chiên thì mình phải cẩn thận hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ rắc muối lên trên miếng đậu hũ nè, nhưng mà lưu ý là mình rắc rất là ít nha các bạn, chút xíu thôi. Tại vì rắc nhiều nó dễ bị mặn á. Đây mình rắc xong thì mình lấy tay mình massage, mình xoa xoa cho nó để nó thấm vào nè. Đó, rồi hết mặt này thì mình sẽ lật mặt khác mình làm nha. Mà lưu ý là rất là ít muối nha các bạn. Ở đây mấy Khôi có một cái miếng rong biển nè. Cái rong biển này mình hay dùng để cuốn sushi á. Thì mình sẽ đo rồi mình cắt cho nó vừa với lại cái miếng đậu hũ của mình ha. Đây mình cắt xong rồi thì mình sẽ để lên trên bề mặt. Rồi mình lấy tay á, mình đè tới đè lui là nó sẽ dính vào. Tại vì cái rong biển mà nó gặp độ ẩm, gặp ướt ướt á là nó sẽ dính mau lắm. Đây mình lấy tay mình đè lại cho chắc ăn nè. Nếu mà nó dài hơn hay là nó không có đẹp thì các bạn có thể tỉa lại. Rồi vậy là xong một miếng này các bạn. Đó, rồi bây giờ mình qua miếng này thì mình cũng sẽ đo cắt rồi mình dán lên ha. Toboggan. Sandwich. Trời ơi. Hình này là hình gì? Hình toboggan. Cho bố con là hình gì? Ờ, Tiếng Việt nó là sao? Con bé. Cầu tuột. Hình trường. Hình này hình cầu tuột. Trời ơi. Còn hình này. Hình cam. Hình cá. Dán cái miếng rong biển lên xong rồi đó, thì bây giờ mình sẽ pha cái nước bột nha. Cho vào đây là 4 muỗng canh nước lạnh và 1 muỗng canh tinh bột bắp, hoặc là tinh bột khoai tây hay là bột mì đều được nha các bạn. Rồi mình sẽ cắt một cái miếng bánh tráng cho nó vừa với cái miếng đậu hũ của mình. Rồi mình nhúng vào trong cái nước bột này. Các bạn nhúng cho nó ướt ha, cho nó mềm ra. Rồi mình lấy cái miếng bánh tráng á, mình dán lên trên cái miếng đậu hũ này nè. Đó, mình đè lên. Rồi mình vuốt cho nó dính vào nhau nha. Nếu mà nó bị dư ra thì mình có thể cắt tỉa bỏ đi. Đó, vậy là xong một miếng này các bạn.
Bây giờ mấy Khôi cũng làm miếng còn lại tương tự như vậy luôn, cũng lấy miếng bánh tráng nhúng vào trong bột rồi mình bỏ lên trên ha. Mấy Khôi coi đây là hai muỗng canh tinh bột bắp, mình sẽ cho miếng đậu hũ lên rồi mình lăn nó qua bột á, nhưng mà chỉ cần một lớp bột mỏng thôi, cho nên mình sẽ lấy tay mình xoa xoa, mình gạt bớt cái phần bột dư đi. Rồi mình lăn đều những cái mặt còn lại nè. Đó, có cái phần ở trên là phần da đó là mình không có lăn nha, mình chỉ lăn ba mặt thôi. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào trong chảo để mà mình chiên nha. Thì lượng dầu mới thôi cho khoảng 4 muỗng canh á. Rồi khi mà dầu nóng thì mình sẽ cho miếng đậu hũ vào, nhưng mà mình cho cái phần bánh tráng rong biển mình cho vào trước. Cái này lúc nãy nó bị bung ra một chút mà mấy Khôi không có để ý các bạn. Thì mình có thể lấy cái đũa hay cái tay mình giữ như vậy nè, để giúp cho cái miếng da nó dính vào đó. Rồi khi mà các bạn thấy nó dính rồi thì mình có thể thả ra. Rồi mình chiên cho nó vàng nha. Mấy Khôi cho miếng kia vào chiên luôn nè. À nếu như mà các bạn không thích lăn đậu hũ qua tinh bột bắp á thì mình bỏ qua, mình không cần. Chiên đậu hũ không nó vẫn giòn các bạn. Đó, mình chiên như khi nào nó vàng thì mình sẽ trở. Đây mình lật lên nè. Để cho cái, tại vì cái này nó giống cái cầu tuột đó. Như gái mấy Khôi nói á, thì mình lật lên như vậy thì nó mới vàng cái miếng bên này. Mình chiên cái này thì mình cứ lật trở mặt cho tới khi nào mà các mặt nó vàng như là mình mong muốn, hay là nó đạt tới cái độ giòn mà mình thích. Mấy Khôi chiên thấy cái miếng này nó đã vàng đều rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra. Voilà, vậy là mấy Khôi đã làm xong rồi nè các bạn. Món này thì làm rất là nhanh và cũng đơn giản nữa. Đó, nhìn bề ngoài hình thức á, thì nó rất là giống một cái miếng cá phi lê mà mình chiên giòn lên. Đó, cái này mình ăn thì bên ngoài nó sẽ giòn mà bên trong thì mềm và có cái độ ẩm ướt chứ nó không có bị khô. Nhất là khi mà các bạn mới chiên xong á, thì cái lớp gọi là lớp da phía trên đó nó rất là giòn luôn á các bạn. À và vì mình có sử dụng rong biển nên khi ăn vào á, mình sẽ nghe được cái mùi thơm của biển nha. Đó, đây là mặt bên trong nè các bạn. À, không biết mình quay làm sao, rung tay làm sao, cái nó bị mờ, nó lấy nét cái cơm mà, các bạn thông cảm nha. Món này thì mình ăn cùng với cơm trắng nè, chấm với lại nước tương, cho thêm vài lát ớt vào, cay cay hít hà, rất là ngon. Còn không các bạn có thể ăn chơi chấm kèm với tương ớt. Đó, thì nhìn hình thức rất là giống một cái miếng cá phi lê luôn, cho nên mình sẽ gọi đây là món cá chay chiên giòn ha. Các bạn gọi là đậu hũ chiên cũng được, không sai. Nếu các bạn thích làm thì vào bếp cùng làm với Mai Khôi một lần xem sao nha. Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À biên tố.